Hà làm gì khi đi du lịch từ sáng tới tối? Làm này khoảng tầm 10 lần. Giữ nguyên động tác này 1 phút. Tập 50 lần. Kể cả đi du lịch thì mình vẫn phải dành thời gian để vận động, bởi vì nó cho mình cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng.